Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay chúng ta quay trở lại câu chuyện của anh ca sĩ Randy đi tìm mẹ suốt hành trình 20 năm. Mới đây thì cái thông tin mà chị Cúc ở Đà Nẵng đó quý vị khán giả, thực sự ra mấy hôm nay là Phương Văn không có chia sẻ cho quý vị những cái thông tin này, nhưng mà thực sự tới ngày hôm nay thì chắc có lẽ cộng đồng mạng bà con theo dõi về cái câu chuyện của chị Cúc xưng là chị ruột của anh Randy, và tới ngày hôm nay thì có những lời lẽ thực sự là khó hiểu và không tin được, làm cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc khi mà khán giả xem theo dõi cái câu chuyện của chị Cúc ở Đà Nẵng đó quý vị khán giả. Hiện tại thì quý vị khán giả thấy là cộng đồng mạng đang bức xúc gần đây là chị Cúc đó là có cái dấu hiệu lừa đảo quý vị khán giả. Trước đây thì xưng là chị ruột của anh ca sĩ Randy, và các YouTuber thì anh em đang hỗ trợ tìm kiếm thông tin cho anh Randy đi tìm mẹ ruột. Sau khi mà những cái thông tin trước đây các cô, các bác và các anh chị giống như anh Hùng trước đây đó quý vị khán giả, thì những thông tin đó không có chính xác rồi, thì tiếp tục các anh chị em YouTube khác hỗ trợ đi tìm kiếm thông tin cho anh Randy. Mà kính thưa quý vị khán giả, khi mà muốn xác nghiệm với anh Randy á, là trước nhất là chúng ta phải xin phép ảnh, xin phép ảnh xem ảnh có đồng ý xét nghiệm hay không. Mà những cái thông tin nào mà hầu như là tương đồng chính xác thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội. Còn nếu mà những cái thông tin mà khơi khơi giống như chị Cúc nè, nói thật sự là cộng đồng mạng lúc đầu thì theo dõi xem cái chị này xưng là chị ruột anh ca sĩ Randy, thì thông tin bà con vô cùng mừng. Tại vì ai cũng hướng về anh Randy để mong cho ảnh tìm được người thân của mình. Bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu người xét nghiệm nhưng mà vẫn chưa tìm được người thân của mình. Thì cái thông tin mà chị Cúc và xưng là chị ruột của anh ca sĩ Randy, và nhiều cái video trước thì anh em đã chia sẻ đó, là chị Cúc và chị xưng là có những người em là làm giám đốc, rồi không muốn nhận anh Randy. Rồi sau này là anh em YouTuber thì muốn hỗ trợ cái thông tin cũng tìm tới chị Cúc để là mong chị xét nghiệm ADN. Thì dù sao đi nữa cái lời nói của mình đâu có chính xác quý vị khán giả. Cái người mà từng đi xem anh Randy đó thì cũng đã biết rồi, bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu người, hầu như cái thông tin mà chúng ta cứ nghĩ rằng là 99% luôn đó, mà cuối cùng xét nghiệm ADN lại nó không trùng khớp. Cho nên chúng ta không có thể nào nói bằng lời được, nói bằng miệng được, mà phải có đi xét nghiệm ADN xem coi là có cùng huyết thống hay không. Đó là mấy là chuẩn để xác nhận ADN. Chứ còn cái này bây giờ mình nói không à, mà chị Cúc này ngay từ đầu tiên có cái dấu hiệu là không có tốt rồi quý vị khán giả, xưng là chị ruột của anh Randy, rồi sau đó là nói có những em anh em thì làm giám đốc này kia nọ đó, là không muốn nhận anh Randy. Thực sự ra nếu mà nói như vậy thì bây giờ mình lên cộng đồng mạng mình nói như vậy, mình không muốn nhận thì thôi, mình khỏi nói ra. Còn cái này mình xưng là chị ruột, rồi sau đó là nói là từ chối, rồi sau đó nữa là bây giờ các YouTuber nói là bây giờ đừng có nói ABC cái gì hết, những cái thông tin gì hết, mà chúng ta hãy là xét nghiệm để là xem cái kết quả có trùng khớp hay không. Cũng như trước đây rất là nhiều người cũng hy vọng xét nghiệm nhưng mà thực sự nó không có trùng khớp thì rất là đáng tiếc. Thì cũng là một cái thông tin tốt cho những anh em còn lại, những anh em mà người da màu thất lạc đó, người ta cũng biết được cái nơi đó là có những người thông tin chia sẻ là bà mẹ sinh ra em bé da màu gì đó, thì biết đâu được những anh em khác người ta biết được, người ta muốn đi tìm về cội nguồn của mình, thì các anh đó cũng có thể là đi xét nghiệm. Đó là một cái thông tin tốt thôi đó. Nhưng mà ở đây chị Cúc là hoàn toàn là chị này là không có nói sự thật quý vị khán giả. Chị này chị xạo ngay từ đầu, nghe một hai cái video đầu tiên là thấy tình hình cái e của chị này đó làm sao sao đó. Chẳng hạn như bây giờ mình cũng nghi ngờ cái thông tin đi, thì khi mà xét nghiệm ADN á, thì mình phải đồng ý ha, chứ mình không có nói bâng quơ và mình cũng không có nói trên trời dưới đất như chị Cúc này. Rồi bây giờ các anh em YouTuber quý vị khán giả thấy là
những cái thông tin mà có những cái lời của chị Cúc á, nói cũng gây hơi sốc sốc. Thành ra cộng đồng mạng nói cái chị này hình như là không có bình thường lắm rồi đó. Nói cái gì đâu không à, những cái thông tin mà nó không có, có giống như là nói dựa theo cái người khác để nói chứ không phải là bản thân mình nói. Tại sao mình không có cái thông tin mình không muốn nhận anh Randy là em thì mình đừng có lên tiếng. Ví dụ như mình nhận thì mình cũng nghi ngờ đâu đó là em mình, thì mình phải đồng ý xét nghiệm ADN để cho có cái kết quả thì người ta mới khẳng định được là chị em hay là không chứ. Còn cái này thì chỉ nói khơi khơi, rồi ba hồi chỉ nói gì, ba hồi chỉ nói khác. Thực sự cộng đồng mạng nghe rất là bức xúc. Trước giờ thì cái câu chuyện của chị Cúc mà xưng là chị gái của anh Randy đó, thì Phương Văn không có thời gian mà để chia sẻ. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì qua nhiều cái video anh em đã chia sẻ lên á, mình thấy bức xúc quá quý vị khán giả. Chính Phương Văn cũng có những cái thông tin đi hỗ trợ tìm kiếm cho anh Randy. Nhưng mà chúng ta tìm, chúng ta phải xét nghiệm ADN, phải xin phép đàng hoàng. Anh Randy có đồng ý hay không nữa, chứ không phải là muốn xét nghiệm là xét nghiệm đâu quý vị khán giả. Tại vì là mình phải hỏi chủ nhân chứ. Còn cái chị Cúc này xưng hô nào là chị ruột, nào là có em là giám đốc, rồi nào là không có nhận anh Randy, buộc anh Randy phải về Việt Nam là tới nhà chỉ là biết liền. Ủa đâu có cần mà đi xa xôi vậy đó. Bây giờ thời đại công nghệ rồi, tiên tiến rồi, bây giờ anh Randy anh gửi mẫu về Đà Nẵng rồi đó. Nếu ở Đà Nẵng thì chị xác bên đó, chị xuống Đà Nẵng là xin phép anh Randy rồi đi xét nghiệm. Có gì đâu mà tại sao từ chối, rồi nói ABC, nói lòng vòng phải đi, anh Randy về xuống tới nhà chị rồi nhận. Nhận cái gì? Bây giờ là phải xin xét nghiệm coi có phải hay không chứ. Bây giờ người ta công ăn việc làm, người ta không có rảnh đâu mà đi về rồi để đi xuống nhà chị rồi là biết. Biết là biết làm sao trời, phải đi xét nghiệm người ta mới biết là người đó có huyết thống hay không chứ. Bây giờ người ta cũng công ăn việc làm, rảnh đâu người ta đi về Việt Nam rồi xuống nhà chị rồi tới rồi không xét nghiệm ADN vậy chứ, rồi vậy thôi à. Vậy là ai cũng nhận là anh em hết là sao được. Chị Cúc này chỉ nói tào lao. Bởi vậy tới ngày hôm nay là cộng đồng mạng vô cùng bức xúc cái chị Cúc này nè. Chị nói trên trời với biển không quý vị khán giả ơi. Và hiện tại các anh YouTuber á, là hầu như là chị Cúc này chị thách đố đó quý vị khán giả. Nói là anh Randy phải về Việt Nam mà xuống nhà chị. Rồi các anh YouTuber hẹn ra nhà chị. Đó, tại sao bây giờ các anh YouTuber từ ở Đồng Nai, từ trong thành phố Hồ Chí Minh, ta các nơi, ta đi về, ta qua tới cái nhà chị Cúc này. Mà chị là có những cái thái độ hành động là không thể chấp nhận được quý vị khán giả. Chửi bới người ta sùm hết, rồi không tiếp đàng hoàng người ta từ xa xôi, từ Đồng Nai hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh người ta ra tới Đà Nẵng. Người ta bỏ công sức, người ta bỏ đường dài như vậy. Tại sao cái tiếp đón mà mình không tiếp đàng hoàng tử tế, mà mình chạy trốn, rồi sau đó là các YouTuber dí theo giống như là dí tội phạm gì quý vị khán giả. Rồi chị Cúc là chị chạy trốn, rồi chị có những cái gì hành vi chửi bới rồi lừa đảo này kia nọ, YouTuber còn đòi mời công an nữa. Trời ơi, mình làm chi vậy? Thực sự là mình mất mặt rồi, mình lên cộng đồng mà mình phải làm sao cho nó đàng hoàng tử tế chứ. Chị Cúc làm gì rồi, con cái chị thì sao, rồi chồng con là sao, rồi thấy chị là người giả dối quá. Con chị là xác nhận cái điện thoại với cái giọng nói cũng như là cái số điện thoại đây là của mẹ con đó. Thì của mẹ con, bây giờ chị có nhận anh Randy là anh em nghi ngờ gì đó thì mình phải cho nhau một cái cơ hội, mình phải đi xét nghiệm rồi là xem có kết quả trùng khớp hay không. Thực sự là không có đùa giỡn như vậy được. Đùa giỡn như vậy là không có nên và cũng không có xứng đáng. Tại vì mình là cái người mà giúp đỡ hỗ trợ anh Randy về thông tin, chẳng hạn như chị có thông tin thì chị cũng giúp anh Randy rồi đó. Nhưng mà đừng có thấy là anh Randy anh đi tìm mẹ như vậy rồi mình tận dụng cơ hội đó mình lừa mình được cái gì đâu đó. Mình không có cái gì liên quan hết trơn á mà mình để lừa trên cộng đồng mạng. Bởi vì mọi người xem người ta bức xúc là phải rồi, chị Cúc chị làm vậy chi vậy, mà nó có thông tin nào liên quan tới là người mẹ sinh ra đứa em bé da màu, còn chị nói sốc thế này thế nọ. Trời ơi, giống như là đi xét nghiệm thì từ chối xét nghiệm mà kêu anh Randy về để xuống tới nhà chị. Xuống tới nhà chị để làm gì? Rảnh quá à. Người ta đâu có rảnh dữ gì. Người ta còn công ăn việc làm, đâu phải bay về Việt Nam rồi dễ dàng đâu. Mà đi xét nghiệm cái kiểu đó, nếu mình không có thông tin thì thôi.
Còn nếu mà mình khán giả, mình theo dõi, mình ủng hộ tinh thần cho anh Randy, ảnh là một ca sĩ nổi tiếng mà là cả thế giới này ai cũng biết cái việc mà anh Randy ảnh đi tìm mẹ 20 năm trời rồi. Tìm mà coi như là mỗi lần mà xét nghiệm ADN là người ta rất là hồi hộp, khán giả mong chờ và thương anh Randy. Ai cũng cầu mong cho anh Randy có một cái may mắn tìm được người thân của mình, mẹ ruột của mình. Ai cũng vậy quý vị khán giả. Còn ở đây là cái chị Cúc này, cái người chị bị làm sao? Bởi vì cộng đồng bạn ném đá là chửi là phải rồi, không sai đâu. Tại sao chị thách đố những người YouTuber đi tới nhà chị mà chị trốn mất tiêu, chị không có tiếp đãi đàng hoàng, để cho các anh YouTuber này phải dí chị rồi chị chạy. Rồi chị dí chị chạy rồi những video hình ảnh người ta lên hết trơn rồi chạy đâu ra cho thoát. Rồi con của chị cũng xác nhận đây là giọng nói của mẹ, đây là điện thoại của mẹ con. Vậy chị Cúc chị nghĩ làm sao ta? Thật sự mà trong câu chuyện này không nên chúng ta đùa giỡn hoặc là chúng ta làm những cái chuyện như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn cũng có những cái thông tin hỗ trợ đi tìm kiếm mẹ cho anh Randy đó quý vị khán giả. Vừa rồi thì câu chuyện của một bà chị ở Vũng Tàu thì cũng có một thông tin là mẹ chị cũng từng sinh ra em bé da màu đó, nhưng mà chị cũng nghi ngờ là anh Randy là có quan hệ huyết thống với mình, cho nên cũng xin phép anh Randy đàng hoàng rồi để đi xét nghiệm, nhưng mà cần có những cái thông tin tiếp theo nữa, cho nên bây giờ hiện tại là chưa xét nghiệm được nha quý vị khán giả. Thì chắc có lẽ là chị nói thôi, bây giờ Tết cũng cận rồi, thôi qua Tết đi, rồi chị sẽ đồng hành với kênh Phương Văn và chị đi xét nghiệm. Và có hai cái video mà lên á quý vị khán giả, Phương Văn cũng chia sẻ những cái thông tin đó, thì thôi chị cũng kêu chờ qua Tết đi rồi chị đi xét nghiệm, và chị có thể là bỏ cái chi phí tự mình bỏ ra để xét nghiệm. Tại vì thấy anh Randy ảnh hỗ trợ nhiều người để xét nghiệm, mỗi lần xét nghiệm như vậy cái giá thành nó hiện tại nó không phải rẻ nha quý vị khán giả, nó không hề rẻ. Cho nên là ai muốn đi xét nghiệm hỗ trợ được giúp cho anh Randy phần nào thì cũng là cảm ơn, chứ để cho anh Randy mà đi xét nghiệm hết thì cũng tội nghiệp cho ảnh, tại vì mỗi lần xét nghiệm như vậy cũng tốn kém chi phí ha. Những cái thông tin mà ai mà có cái thông tin gì chia sẻ chính xác đó, tương đối thôi chứ không phải là ai cũng nói muốn chính xác hết, nhưng mà thực sự khi xét nghiệm ADN rồi mới biết có chính xác hay không. Thì hiện tại Phương Văn cũng có một cái thông tin khác vừa rồi cũng chia sẻ lên cộng đồng với quý vị khán giả đó. Có một cái anh bên Mỹ, ảnh đã đi Mỹ rồi, ảnh là người Mỹ lai da trắng quý vị khán giả, và ảnh cũng có một chị gái Mỹ lai da trắng, mà sau mấy mươi năm thì ảnh đi sang Mỹ rồi ảnh mới tìm thử ADN mới tìm được cái chị gái người da trắng đó. Và còn một cái thông tin nữa là mẹ ảnh cũng sinh ra một em bé da màu, là cũng cùng năm với anh Randy luôn, cũng cho con ở tại bệnh viện Đà Nẵng. Và có những cái thông tin khác nữa là nghi ngờ anh Randy là con của mẹ, là cùng huyết thống với mình. Thì bây giờ Phương Văn cũng như là anh Randy và cái anh bên Mỹ đó thì đang trao đổi với nhau để có thể là tiến hành xét nghiệm ADN. Cũng hy vọng đâu đó là tất cả những thông tin mà các anh em YouTuber hỗ trợ để mong tìm ra mẹ ruột cho anh Randy, để anh biết nguồn cội mình là ở nơi nào thôi, ở nơi nào, ở một địa phương nào, và mẹ của ảnh là ai. Như vậy thì chúng ta mới hỗ trợ thông tin đi tìm kiếm. Còn ở đây xin nói lại cho quý vị khán giả, cái việc mà chị Cúc chỉ làm như vậy thì xưng là chị ruột của anh Randy, và cuối cùng thì không chịu đi xét nghiệm, và đồng thời có những lời lẽ mà chửi mắng những người YouTuber đến để hỗ trợ, cũng như là chỉ kêu những người YouTuber đến nơi để quay đó, là chỉ lường gạt những cái thông tin mà bao nhiêu lâu nay chỉ lên video nói bằng giọng nói thôi, nhưng mà khi mà hẹn gặp nhau thì chỉ chửi bới ầm sùm. Cuối cùng những anh YouTuber vô cùng bức xúc và phải đòi mời công an. Thì cái điều đó là không nên, chị Cúc cũng không nên là giả tạo bản thân mình là như vậy. Có thì nói, còn không có thì thôi. Làm như vậy thì thật sự là không biết nói là sao, bởi vì cộng đồng mạng người ta ném đá, người ta cũng có những cái lời lẽ là bình luận hết sức là nặng nề đối với chị Cúc, là cũng không sai. Tại vì tất cả là do chị hết. Ban đầu thì chị nói là hay lắm, rồi chị nói sốc là có mấy em là làm giám đốc này kia nọ, cho nên mấy em nó không nhận anh Randy,
muốn anh Randy phải về Việt Nam và phải đi tới nhà chị thì kia nọ. Thật sự Phương Văn nói với người ta công ăn việc làm, thời điểm này cũng dịch giả Covid-19, ai mà đi rảnh mà đi tới chị mà để xét nghiệm, để đi xuống nhà chị mà chị nó không cần xét nghiệm mà cũng biết. Thì nói tào lao quá à. Bao nhiêu người ta đi xét nghiệm mà không trùng khớp mà còn chị nói cái lời nói như vậy, ai tin nổi, cộng đồng mạng không tin. Và tới bây giờ quý vị khán giả thấy câu chuyện nó đã phơi bày hết rồi. Chị Cúc này là chị lừa đảo đó. Lừa đảo chi không biết, lừa đảo để làm gì? Lừa đảo thông tin quý vị khán giả. Người ta lừa đảo về những cái khác, còn ở chị Cúc là lừa đảo thông tin. Mình không phải là có liên quan gì với anh Randy hết, mà mình lên cộng đồng mạng mình nói là nào là em này kia nọ rồi không muốn nhận người tới đi xét nghiệm. Những YouTuber đi tới nơi đã tiếp xúc với chị, xem cái tình hình như thế nào và muốn chị xét nghiệm ADN. Trời ơi, bà trốn mất tiêu và bà chửi người ta sùm hết trơn. Sao kỳ vậy chơi? Thật là khó hiểu thật sự luôn á. Thôi thì biết bao nhiêu khán giả đang theo dõi cái câu chuyện chị Cúc mà xưng là chị ruột của anh Randy đó, thì khán giả vô cùng bức xúc. Có thì nói, còn không có thì thôi. Chứ đừng có nói tào lao như vậy thì thật sự là cũng không có lợi ích gì cho mình hết. Chỉ có hại bản thân mình thôi. Vừa tai tiếng, vừa cộng đồng mạng biết đến, bà con lối xóm láng giềng ai cũng biết mình xạo hết chân. Mà nói vậy để làm gì? Quý vị khán giả biết là trước đây cái chị mà có cái nickname tên là Dương Hồng đó, từng lên bình luận anh Randy, thì ảnh video đó chính thức là anh Randy lên tiếng. Và Phương Văn cũng có chia sẻ cá nhân của mình thôi, những cái chia sẻ cá nhân mà mình cũng bức xúc, cũng như là quý vị khán giả. Chị Dương Hồng chỉ nói là anh Randy đi tìm được mẹ ruột rồi, mà xạo mà lên mà nói như vậy, kêu anh Randy là stop đi, đừng có dối trá này kia nọ nữa. Tìm được mẹ rồi, có em trai tên Vũ làm ở tài xế ở Cà Mau, có cái gì thì hỏi chỉ này kia nọ. Mà những cái thông tin đó người ta yêu cầu chỉ thôi, bây giờ nếu có thông tin gì cung cấp đó thì cung cấp cho anh Randy. Mà chỉ trốn mất biệt, mà chỉ lên chỉ bình luận, chỉ nói vậy, thành ra anh Randy rất là bức xúc. Và nói anh Randy là xạo, đừng có đi tìm nữa. Và từ đây về sau là stop đi Randy, đừng có dối trá cộng đồng nữa. Tìm được mẹ rồi mà là nói không tìm được. Và có những lời lẽ mà xúc phạm anh Randy, quý vị khán giả. Mà nói là vợ của anh Randy đã từng gặp mẹ anh Randy. Bởi vì nói mới động trời. Mà các người trong cuộc, vợ anh Randy với anh Randy, người ta tìm được mẹ, người ta sẽ chia sẻ cộng đồng biết chứ. Người ta cái niềm vui người ta phải chia sẻ chứ. Còn này người ta trong cuộc người ta không tìm được, bởi vì anh Randy anh đi tìm khắp nơi hết, người này tới người kia. Đó là cái nỗi đau của người ta, mỗi lần người ta đi tìm mẹ là người ta mong chờ những cái thông tin như vậy. Mình là khán giả, mình bình luận làm sao cho dễ nghe, chứ mình nói như vậy mình xúc phạm anh Randy. Trong một cái video trong kênh anh Randy, anh có chia sẻ về vấn đề bức xúc gì cho cái chị Dương Hồng này. Và Phương Văn cũng chia sẻ cái ý kiến cá nhân của mình về chị Dương Hồng nữa. Mình có thì mình nói, còn không có thì thôi. Chứ bây giờ mình nói anh Randy là đi tìm được mẹ rồi, có đứa em trai tên Vũ làm tài xế ở Đông Lạnh Cà Mau, và gia đình cũng đã gặp gỡ nhau, mẹ ruột ở Sài Gòn này kia nọ. Cho bà nói tào lao các bạn ơi, nói thực sự không tin mà bình luận chi, để cho những người khán giả người ta cũng biết đó, người ta lại là bình luận quay trở lại, không có hay. Mình lên cộng đồng mạng mình nói làm sao mà để cho khán giả người ta đừng có chửi mình. Chứ thật sự là mình nói như vậy thì những người khán giả khác người ta đang theo dõi câu chuyện đó thì người ta bức xúc. Thành ra là mình cũng bị thiệt thôi chứ đâu có ai thiệt đâu. Và đồng thời cái người mà chủ kênh hoặc là như anh Randy đó nói ảnh vậy xúc phạm, nhưng có những lời lẽ nặng nề hơn nữa quý vị khán giả, thì anh Randy anh lên tiếng trong cái video đó quý vị khán giả đó. Và hôm nay thì chị Cúc này hầu như cũng gần như cái chị Dương Hồng đó cũng vậy. Bây giờ chị Cúc này chỉ là dối trá cộng đồng mạng, mình không có dính líu gì, mình lên mình xưng chị ruột, rồi tới chừng YouTuber tới nhà tìm mình để chia sẻ những thông tin thì mình chửi bới người ta, mình trốn đi. YouTuber phải dí theo những hình ảnh đó các bạn, nhưng mà mình không tiện mình đưa lên đây, tại vì mình chia sẻ thôi. Chứ còn lấy những cái hình ảnh của người khác đôi khi nó bị đánh bản quyền này kia nọ, Phương Văn không muốn lấy. Và chia sẻ câu chuyện của chị Cúc thì thôi, chúng ta thấy là cũng nhiều bà con cũng bức xúc, cho nên Phương Văn chia sẻ cá nhân của mình, những ý kiến cá nhân thôi. Còn quý vị bình luận như thế nào thì mong quý vị khán giả bình luận ở phía bên dưới.
và cũng chờ đợi thông tin tiếp theo. Phương Văn có những cái thông tin mà hỗ trợ anh Randy đi xét nghiệm anh trai bên Mỹ đó, thì để xem có những cái thông tin gì mới, cập nhật mới cho quý vị khán giả trong những video sau nha. Bây giờ Phương Văn xin phép dừng lại video ở đây. Mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ Phương Văn phần tin tức cũng như là bình luận trong cuộc sống đời thường. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.